Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tâm Fashion. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái phần thân sau của áo vest liền sườn. Liền sườn nó như thế nào? Các bạn sẽ trước khi các bạn vào cắt thì các bạn sẽ nhìn cái áo rập áo của cái áo bình thường, cái áo phá cách bây giờ ấy, gọi là cái áo như cách tân ấy. Thì bây giờ tất cả những cái áo vest phần đa là họ may cái đường may ở giữa cái đường sườn này. Các bạn hình dung nào. Và đây chính là một cái rập áo vest mà Tâm cắt theo cái cách là ráp ở bên sườn. Đó, và cái rập này ấy, nó chưa được xoay chuyển ly và cũng chưa được tách những cái phần khối ở trên này ra. Nhưng các bạn nhìn dùm mình là với cái cách cắt rập như thế này thì các bạn sẽ phải có một cái ly ở bên sườn này, chính là cái ly sườn đây. Đó, và khi với cái ly bên sườn này chúng ta sẽ phải đưa một phần cúp vòng lên trên nách hoặc vòng lên trên vai, thì nó sẽ ra hai tấm khác nhau và chúng ta xoay chuyển thì nó thành cái áo rập vest như bây giờ. Đấy. Vậy thì khi các bạn nhìn ấy thì các bạn sẽ phải cắt làm sao mà cái đoạn ở bên này, các bạn cứ hình dung như cái phần cúp ở bên này này, đó, nếu nó được rã ra thì nó sẽ được nối liền vào phía thân sau mà nó không có cái đường may sườn này. Thì để cắt được cái áo này ấy thì nó có rất nhiều cách cắt. Và hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách cắt đầu tiên. Các bạn cũng lưu ý cho mình nào. Với cách cắt này có rất nhiều người cắt và có những người cắt thì mình để ý rồi. Khi mà họ cắt ấy thì nếu mà họ cắt cái áo mà liền sườn nhá, tức là cái đường này nó liền ấy, thì phần đa là họ bỏ mất cái ni sườn này. Các bạn hình dung nhá. Khi mà họ bỏ cái ni sườn này đi này thì các bạn cứ tưởng tượng là một cái áo thun của chúng ta may thường là chúng ta không dùng cái ni này. Hoặc một cái áo sơ mi ấy. Đối với những cái áo sơ mi cơ bản mà chúng ta may buông không cần cái ni sườn này này thì nó hay bị phùng ở chỗ vòng nách này, đúng không ạ? Thì nó cũng không được đẹp lắm. Vậy mà đối với cái rập vest ngày xưa ấy, nó gọi là vest cổ điển ấy, thì chúng ta cũng không dùng cái ni sườn này. Thì khi không có cái ni sườn này ấy, nó chỉ có những cái ni nằm thẳng như thế này thì nó rất dễ làm cho cái áo nó bị bùng hoặc là thiếu thân. Vậy thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách cắt một cái áo cổ điển, tức là cái áo được cắt liền sườn. Vậy thì khi mà cắt liền sườn thì các bạn sẽ học cách cắt liền sườn theo cách mới của mình, tức là các bạn sẽ được cắt theo cái phong cách cắt mới. Còn nếu mà cắt theo cái cũ thì sẽ có lúc mình hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái theo cái cũ. Nhưng mà đối với cái rập cũ thì nó sẽ không được chuẩn lắm đâu. Và bây giờ trước khi các bạn vào cắt ấy, thì mình hướng dẫn cho các bạn xoay chuyển ly để làm sao nó biến thành cái rập đang có ni sườn này. Mà chúng ta phải trượt tiêu cái ni sườn này đi để chúng ta làm một cái áo liền sườn mà không phải bị so ne. Các bạn cứ hình dung là nếu nó là một cái ni ở đây đấy, mà các bạn đưa tính một cái áo vest liền sườn thì nó rất là khó. Bởi vì sao? Nó vướng cái ni này. Vậy muốn cho nó không có cái ni này dễ hơn thì chúng ta phải bỏ cái ni này đi. Mình sẽ lấy cái điểm tim ngực này. Đó, làm chuẩn. Từ đây ra đến đây các bạn lấy tim ngực bao nhiêu, các bạn sẽ lấy một đường chạy song song với cái đường nẹp này. Đây là đường nẹp, đây là đường nẹp áo này. Lấy một đường từ tim ngực này chạy song song với đường nẹp áo lên trên này, kẻ thẳng và các bạn rã nó ra. Các bạn rã nó ra như thế này nhá. Đó. Và khi các bạn rã cái này ra thì cái phần này sẽ được khép lại. Các bạn. Đó, và các bạn khép cái phần ni này lại. Sau khi các bạn khép cái ni này lại, các bạn sẽ mở ni này ra như thế này. Và các bạn đo khoảng cách cái ni này nó khoảng là 5 cm. Từ đây đến đây này nó khoảng 5 cm. Đó. Thì các bạn không cần khống cái phần ni này cho mình cũng được. Các bạn cứ làm sao mà bấm mở cái đường song song này ra. Thì đối với size M, size L các bạn cứ tính từ đây xuống đến đây là 5 cm. Và khi các bạn mở ra cái phần thước ở đây 5 cm này, đó, thì cái phần ni này bắt buộc nó phải dồn một cái ni ở đây theo một cái ni không số cố định. Tức là mở bên này sẽ được khép bên này. Hay nói cách khác là mở cái bên này ra, cái bên này nó sẽ khép lại bình thường như thế này. Vậy là chúng ta sẽ có cái rập cơ bản. Đấy. Khi chúng ta có cái rập này rồi ấy, thì chúng ta sẽ dùng luôn cái rập này để chúng ta cắt sang áo vest. Và khi chúng ta có cái rập này rồi nhá, chúng ta sẽ khép nó vào như thế này. Để nhắc các bạn thấy nào,
Khi mà mình khép cái ni này vào rồi đó, thì những cái đường sườn này các bạn sẽ thấy này, đường sườn này nó sẽ được quay ngang, và từ cái đường này này đó, nó sẽ được sang ngang ở đây. Thì cái đường đây chính là đường sườn chính của cái phần đó, nó sẽ hạ cái đường này, chính là cái đường ngang ngực đó. Vậy thì đường ngang ngực chính là cái đường này, các bạn lưu ý nhé. Tiếp đến cái phần trên này này đó, khi mà cái điểm sườn mới nó sẽ nằm cái đường màu này đó, và chính là cái đường này, đây là đường ngang của tim ngực. Còn cái đường này sẽ nằm lên bên trên, tức là từ cái đường này này lên đây khoảng 3,5 cm đó, nó sẽ tính từ đây lên đến đây khoảng 3,5 cm và nó đi ngang. Thì từ từ cái đầu này chính là đầu cổ này. Và khi chúng ta cắt thì các bạn sẽ được học cắt theo cái công thức của cái thân trước này, thì các bạn sẽ cắt được một cái thân sườn chuẩn hơn. Và các bạn có hình dung đây là phần cổ của chúng ta này. Đó, bẻ như thế này thì nó ra phần cổ vép. Vậy thì khi các bạn đẩy cái phần ni lên đây này, thì các bạn có thể là cắt xong một cái rập cho mình, rồi các bạn sẽ lấy cái phần ni này được xoay chuyển đi đâu ạ? Nó sẽ xoay vào cúp. Tí dụ như chúng ta lấy phần cúp này ở đây, đó, chúng ta sẽ phải kẻ nó vào đây. Đấy, các bạn nhìn nhá. Ví dụ sau khi mình cắt xong đi đã, mình muốn xoay chuyển để bỏ cái ni này thì chúng ta phải cắt xong một bộ rập đi. Để cắt cái phần thân sau này, để cắt cái phần áo vest này thì chúng ta sẽ cắt theo thông số như sau. Cái ngực là 88, vòng eo là 74 và cái phần mông là 92 cm. Bây giờ các bạn sẽ cắt cái phần vai, với phần vai là 3, vai thân sau là 37 cm. Bình thường chúng ta hay cắt ấy, thì mình bao giờ cũng hướng dẫn cho các bạn là phần thân sau hơn phần thân trước là 0,5. Vậy thì chúng ta sẽ lấy luôn phần thân sau là 37, còn phần thân trước, vai, thân trước, thân sau này, thân trước sẽ là 36. Vậy là vai thân sau 37, vai thân trước 36. Bây giờ chúng ta sẽ lấy chiều dài cái áo là khoảng 59 cm. Chiều dài áo là khoảng 59 nhá, dài 59. Bây giờ chúng ta sẽ tính này. Đầu tiên các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường thẳng. Đầu tiên các bạn sẽ kẻ cho mình một đường thẳng như thế này. Mình không lấy cái đường ngoài này nhá, mình lấy luôn vào trong để cho các bạn nhìn cái thân sau nó rõ ràng hơn. Và các bạn sẽ lấy cho mình một đường vuông góc sang đây. Đó, các bạn sẽ lấy cho mình một đường vuông góc với trục. Sau đó các bạn sẽ lấy cái phần xuôi vai. Xuôi vai này là ví dụ vai 36 này là của thân trước, vai thân sau là 37. Đó, các bạn sẽ lấy 1 phần 10 vai cho mình. Hoặc là các bạn nhìn theo cái áo vest mà các bạn cắt ấy, nếu mà họ vai ngang các bạn có thể lấy 1 phần 10 vai và trừ đi, chứ không nhất thiết là các bạn lấy yên 1 phần 10 vai đó. Và nếu người nào vai xuôi thì có thể trừ đi 0,5 luôn. Các bạn lưu ý nhé. Vậy mình sẽ lấy từ trên đầu vai này xuống đây là 3,5 cm. Sau đó là mình sẽ kẻ một đường. Đó. Từ trên lấy xuống 3,5 cm thì các bạn sẽ lấy 1 phần 2 của vai. Vai đây là vai thân sau là 37, chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 là 18,5 cm. Từ điểm 18,5 cm này các bạn sẽ lấy kéo lên phần cổ, và cổ này chúng ta sẽ vào từ cái điểm này vào trong này. Ví dụ cổ này là cổ 36, chúng ta lấy 36 chia cho 5, có nghĩa là 1 phần 5 cổ. 1 phần 5 cổ các bạn sẽ cộng với 1,5 cho mình. 1 phần 5 cổ là 7,2 cộng với 1,5, đó, nó sẽ ra 8,7. Tức là các bạn lấy từ ngoài này vào đây cho mình là 8,7 cm. Sau đó các bạn nối vào đây. Đó, từ đây ra đây
là vai từ đây lên đây là vai con. Thì các bạn sẽ thấy này, tại sao mà hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần cổ này với cái số đo lớn như vậy? Bởi vì sao? Hồi bữa mình có hướng dẫn cho các bạn từ ngoài đây vào 6,5 cm, sau đó vào tới từ trong từ đây vào đến trong này là cái phần cổ chính, tức là cái phần cổ bẻ ve ấy, thì là thêm 2 cm, đúng không? Vậy thì bây giờ mình lại làm ngược lại, mình sẽ lấy từ đây ra đến đây cho các bạn làm phần cổ có cộng với lại cả cái phần bẻ ve rồi, và mình lấy cái điểm này chính là phần vai kéo sang đây. Rồi các bạn có cái đường vai con này rồi, các bạn sẽ kẻ tiếp dài ra một chút xíu, và từ cái đường này ra đây để các bạn sẽ lấy ra 2 cm cho mình, cái nghĩa là từ đây ra đây là 2, và đây chính là đường bẻ ve của cái phần cổ. Thì các bạn lưu ý cho mình là với cái phần thân sau này nó không có đường bẻ ve, nhưng nó vẫn có cái đường bẻ của cổ vòng từ trước ra sau. Nhưng mà các bạn hình dung được cho mình tại sao phần cổ này nó lại nhiều như thế, có nghĩa là mình lấy giật ngược từ đây ra đây. Còn lần trước mình hướng dẫn cho các bạn thì mình lấy ngược từ đây vào đến đây, thì đâu nó cũng vào đó các bạn nhé. Tiếp đến cái phần hạ nách này này, thì nách của chúng ta là 38 đi, vòng nách 38. Chúng ta sẽ lấy từ trên này xuống đến phần hạ ngang nách là 1 phần 2 vòng nách, tức là 19 cm. Đó, mình sẽ lấy 19 cm và mình kẻ ngang một đường. Đó. Phần dưới đây, xuống hạ eo, chúng ta sẽ xuống hạ eo là 37 cm. Các bạn có thể hạ eo là 37 hoặc 38 cm, bởi vì đây là phần thân sau. Các bạn sẽ hạ xuống cho mình 37 hoặc 38 cm nhé. Rồi các bạn hạ sang đây. Tiếp đến từ cái phần hạ eo này, các bạn lấy chiều dài của cái áo từ đây. Dài áo là các bạn lấy từ trên này 50 này. Đó, dài áo các bạn sẽ lấy 59 cho mình. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần cổ này. Từ trên đầu cổ này các bạn sẽ lấy xuống đây cho mình từ 2,5 cho tới 3 cm. Nếu cái bắp tay của các bạn lớn thì các bạn xuống từ trên này xuống đây là 3. Còn nếu không các bạn xuống đây cho mình là 2,5 hoặc 2,7 cm. Và chúng ta kẻ ngang. Đây mình lấy là 2,7 cm này. Đây nhá, mình lấy 2,7 cm kẻ ra đây, kẻ một đường vuông góc ra đây. Sau đó các bạn sẽ chia, các bạn sẽ chia cho mình từ đây sang đến đây là chia 2. Rồi các bạn nối đường này với đây. Đó, tiếp đây. Rồi chúng ta chia cái đường từ đây đến đây này là 3 phần bằng nhau. Sau đó chúng ta đánh cong cái phần cổ này vào phần thứ nhất. Đó, nó sẽ ra cái phần cổ của chúng ta. Tiếp đến cái phần sống lưng này, nó có hai cách. Một là chúng ta thấy này, số đo ngực 88 và cái mông 92, tức là ngực nhỏ hơn mông. Thì cái phần này chúng ta sẽ lấy vào cái phần đằng sau này từ 2 cm cho tới 2,5 cm cho mình. Nếu các bạn lấy vào 2 cm thì các bạn sẽ lấy từ trên cái đầu vai này, từ trên đầu vai này xuống đây cho mình là khoảng 3 cm. Rồi các bạn sẽ nối với đường này. Đó, khi các bạn nối dài cái đường này ra này thì các bạn có thể nối dài ra thêm cái phần eo của chúng ta là từ trên cái eo chính này xuống đây khoảng 4 cho tới 5 tới 6 cm, là cái đoạn thêm đây này. Chúng ta kẻ thẳng xuống. Rồi chúng ta sẽ lấy cái điểm lấy xuống đây là 4 hoặc 5 hoặc 6. Đó, chúng ta sẽ nối xuống dưới, dưới line. Thì cái phần line sẽ được đo từ cái đoạn này này, được bao nhiêu trừ đi 0,5, nó sẽ ra cái phần ở dưới này. Thì các bạn cứ hiểu cho mình rằng là cái khúc ở chỗ này này nó sẽ bé hơn cái chỗ này là 0,5 cm. Với cái size M chuẩn là ngực 88, mông 92. Còn nếu cái số này mà nó bị thay đổi ấy, thì cái phần sống lưng này nó cũng bị thay đổi theo là 2,5. Thì chúng ta cũng nối vào cái đường này. Đó, sau đó chúng ta cũng nối xéo thẳng cái đường này xuống. Rồi chúng ta đánh cong xuống này là trừ đi 0,5.
Đó, thì đây là hai màu, tức là trục sống lưng của chúng ta nó có thể đi theo hai đường. Một là có thể đi theo đường màu đen là 2 cm, hai nữa là chúng ta có thể đi theo đường 2,5 cm này, tiếp màu đường màu đỏ đi xuống là sống lưng. Các bạn lưu ý nhé. Và bây giờ các bạn sẽ thấy này, trên cái đầu vai này các bạn sẽ lấy vào kích cho mình từ trên cái đầu vai xuống dưới, hạ cái vòng nách các bạn chia đôi ra. Rồi từ đầu vai này các bạn lấy vào cho mình 1,5 cm. Mình kẻ vuông góc một đường xuống đây. Đó, các bạn sẽ kẻ một đường vuông góc xuống đây cho mình để dễ nhìn. Thì các bạn sẽ thấy này, từ cái đường dưới này các bạn lên đây cho mình là 3,5 cm. Từ dưới này lên đây là 3,5 cm. Sau đó các bạn sẽ ra ngược nó khoảng 0,5 cho tới 0,6 cm ở đây. 0,5 tới 0,6 nhá. Và các bạn sẽ thấy là cái đường này này, các bạn sẽ kẻ thẳng xuống cho mình. Khi các bạn kẻ thẳng cái đường này, các bạn kẻ thẳng nó xuống dưới đây cho mình. Đó. Các bạn sẽ kẻ thẳng một đường từ trên vai xuống dưới. Khi chúng ta kẻ thẳng cái đường này xuống ấy thì các bạn sẽ thấy nào. Từ cái đường chính này các bạn vào đây cho mình khoảng 2,5 cm. Sau đó là các bạn sẽ kẻ cái đường này lên trên này. Các bạn kẻ cái đường này vào đây 2,5 cm và kẻ nối lên cái đường 0,5 cm này. Thì các bạn lưu ý cho mình là cái khoảng này là 2,5 hoặc có thể là 2 hoặc có thể là 1,5. Nó tùy theo cái vòng eo của các bạn đây này. Nếu mà cái eo này nó đang 74 thì các bạn vào đây là khoảng 2 cho tới 2,5 cm ở cái đoạn này. Còn nếu mà cái đoạn này này mà cái lưng của chúng ta ấy, cái eo của chúng ta nó lên tới 76, 77, 78, nó càng to eo tới đâu thì cái đoạn này nó vào nó sẽ bé xuống. Và nói chung là nó di động từ 2,5 ngược lại cho tới số 1, số 0,5 tùy theo vòng eo. Nếu vòng eo của người ta ở đây đang là 74 đây này, mà với vòng ngực 88, mà cái vòng ngực này ấy nó sẽ to hơn vòng eo có một chút xíu, tỉ dụ như cái vòng eo này nó lên tới là 80 đi, thì có phải là từ đây này vào đến đây nó không phải là 2,5 mà nó sẽ giảm xuống là 1 hoặc 1,5 gì đó, chứ nó không còn là số này nữa. Các bạn lưu ý nhé. Sau đó các bạn sẽ nối cái đường đây này vào tới cái điểm này cho mình. Đó, khi các bạn nối vào đây thì các bạn sẽ có một cái phần thân sau rồi đây nhá. Thì các bạn sẽ thấy này, từ cái điểm 0,5 này các bạn sẽ nối nó vào với này cái đường này cho mình như này. Đó, sau đó cái đường này các bạn sẽ cua nó vào đây. Thì các bạn sẽ có một cái phần vòng nách ở phía trên rồi, và một đoạn thân sau từ đây sang tới đây, từ đây sang tới bên này. Đó, các bạn nhìn mình đánh dấu này. Từ cái điểm này sang tới đây, từ cái điểm này sang tới đây, và cái điểm dưới này sẽ là cái điểm này. Thì các bạn cũng lưu ý là nếu mà mình cắt theo cái sống lưng, trục sống lưng ở ngoài đây này, nó sẽ áp dụng cho cái người nào eo to hơn một chút. Còn nếu mà vào tới 2,5 cm thì sẽ vào với cái số eo nhỏ từ 74 đổ xuống, là các bạn nên lấy vào cái trục phía trong này cho mình. Rồi, vậy là khi xong rồi các bạn sẽ thấy là đây là cái phần thân sau. Còn cái đoạn sườn còn lại ở cái phía phần thân sau này nó sẽ được gắn vào với phần thân trước. Bây giờ